Dạ, Cẩm Nông Sa Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị. Rất vui trở lại kênh, tiếp tục mình đánh bài kiện ngọc đẹp ở Bến Tre của chúng chị các bạn ơi. Hôm nay giao lưu cũng thành phẩm chơi Tết. Nè, chẳng hạn như dạo thú Đức ha. Những bông ha, rất là đẹp ha. Hàng mini. Hàng nhỏ nhỏ có nha cô chú anh chị các bạn. Hôm nay mình lên hàng bự bự nha. Nếu hàng cô chú anh chị thích hàng nhỏ này thì liên hệ luôn. Có luôn ha. Đó. Ôm nụ rất là nhiều luôn nè. Nhỏ nhưng mà nụ cũng bao la đủ cho cô chú anh chị mình để bàn chơi Tết luôn ha. Chơi ngày liền. Để mất thời gian thì mình vô clip luôn ha cô chú anh chị. Để cô chú anh chị thích cái nào liên hệ trực tiếp chứ Ngọc Điệp ha. 200. Rồi chào em gái thôi. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị em gần xa nhé. Em chào anh. À, dạ. Hôm nay là em tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị em mình là dở thú Đức cúc 36, cây lớn nhỏ có, cây 2 mùa có, 3 mùa có, 4 mùa có nhé. Số điện thoại giao lưu của em là 0968 282738 và hiện tại số này em cũng xài Zalo luôn. Cô chú anh chị em mình mua mai thì liên hệ với em hoặc kết bạn Zalo thì em gửi những cây mặt bông hoặc thông số qua cho cô chú anh chị em mình ha. Để không mất thời gian thì em vào clip cây số 1 luôn. Cây số 1 là cây cúc 36. Mã số hôm nay em giao lưu là 1B nhé. Rồi 1B. Rồi để luôn. Cười đi rồi khóc. 14, hạnh gốc 14. Có nụ mà. Tán ngang là 72. Cái này có cái nút xanh xanh nè. Qua nút luôn ha. Lấy cụ xu tầm cái nút xanh xanh này lại. Chiều cao là 88. Cái 1B, cái mã số 1B này xin giao lưu cho cả nhà, cái cúc 36 giao lưu cho cả nhà là 900 ngàn nhé. Rồi, 900 ngàn của chú chị các bạn ơi, 1B. Rồi, tất cả đều bao ship rồi chú chị các bạn. Dạ, cái này bao ship toàn quốc nhé. Rồi, tiếp theo 2B. Cây này là cây dảo Phú Tân. Cây 2B là cây dảo Phú Tân. Ở cây này, cái 2B này là cây Thủ Đức nhé. Em nhìn nhầm. Rồi, cây Thủ Đức của chú Nhiệp ha. 2B là cây Thủ Đức. Gốc bông xài nha. Bươi bươi lên nè. Nó là cái gốc lên nè. Bươi bươi lên nè, nó là cái gốc ra ha. Gốc rất là đẹp. Quái luôn. Lắc lượng ha. Cái nằm cũng đẹp ha. Bên này bên như dân dân. Hình gốc là 13. Tán ngang là 71. Chiều gốc cao là 58. Cây 2B, cây bonsai này em giao lưu với cả nhà mình là 700 ngàn nhé. Rồi, 700 ngàn. Cây 2B của chị ba. Là cây dở Thủ Đức nhé. Ok. Cây 3B là cây dở Thủ Đức. Gốc hình thú luôn nhé. Qua nút luôn. Nút quá trời luôn ha. Sản phẩm chơi đất nè cô chú anh chị các bạn. Gốc này gốc đẹp, gốc bự. Gốc này kiểu dáng con thú nằm ha. Hoành gốc là 20. Rồi, hoành gốc 20, chiều cao. Chiều cao là 79. Tán ngang là 94. Cây này là em giao lưu với cả nhà mình, cây 3B này em giao lưu với cả nhà mình là 800 ngàn nhé. Rồi, xếp nó cái luôn, 800 ngàn chút gì các bạn ơi. Một hồi nãy em quay mà em quên nói anh, mấy lần khách nói là anh soi từ cái gốc lên tới, ý là cái nhánh á. Rồi, đứng luôn rồi. Rồi cây này là cây 4B nhé. Cây 4B cũng là cây dở Thủ Đức. Dạ, anh soi từ đây nè. Để mình thao cái tàn này ra nó. Rồi, quanh luôn. Hành gốc là 16. Tán ngang là 88. Rồi mới sao nút. Chiều cao là 57. Quá nút luôn ha. Nhìn chưa nè. Rồi. Cái này nút bao la luôn chứ gì các bạn. Dạ cái 4B này vô lưu với cả nhà mình là 800 ngàn nhé. Rồi nói cây luôn. Rồi xuống đây xem. Cây bonsai nhỏ nhỏ thấy cưng quá nhỉ. Rồi tiếp theo 5B chứ gì các bạn. 524. Tàn cao nó lắc được ha. Nút bao la luôn.
Cây nốt đều luôn ha, cái gì bạn. Nốt kinh khủng luôn ha. Hình gốc là 14. 8 ngang là 53. Chiều cao là 74. Cây 5B niệm giao lưu với cả nhà mình là 800 ngàn nhé. Thân uốn éo luôn, rất đẹp nhé. Một thân một cốt. Uốn từ cái gốc lên, cái này nó uốn, cái thân nó uốn từ gốc lên. Tàn ngắn nhưng mà lên rất là đẹp. Rồi giá luôn, xuống đổi rồi giá rồi. 800 ngàn anh. 800 ngàn. Cây 6B này là cây dạo Phú Tân nhé. Rồi 6B là dạo Phú Tân anh chú chị các bạn. Cái này nó hình nó đẹp nha. Gốc nhỏ nhỏ mà nó gốc hình. Cái này mình để bonsai đẹp lắm luôn nè. Hình gốc 12. 8 ngang là 84. Chiều cao là 50. Cây 6B này dạo Phú Tân em giao lưu với cả nhà mình là 800 ngàn nhé. Rồi đỡ cái luôn. Rồi xuống em. Cây 9B là cây dảo Thủ Đức nha. Rồi 9B cây dảo Thủ Đức của chú nhiều bạn ơi. Đây đẹp. Hình gốc 16. 8 ngang 97. Đúng. Chiều cao 57. Ngọc bao la ha. Cây 9B dảo dạo Thủ Đức này em giao lưu với cả nhà mình là 800 ngàn nhé. Rồi 9B 800 ngàn. Cây này em vô dây bự dữ lắm luôn á. Cây 10B này là cây dạo Phú Tân. Cái này như vậy, cái đó chín rồi mà. Mới có 7 cây. Là cái cây mới thì em ghi số mấy rồi? 9. Ừ. Mới có 7 cây. Vậy cái 7 đi. Vậy thiếu cây số 8 hả? Đúng không? Cây, vậy là cây này cây số 8. Cây đây. Cây số số 9 là cây số 7 chú nhiệt ban phải không? Đấy à, đúng rồi. Đúng rồi. 7B, cây số số 9 là thôi bây giờ mình giờ tiếp không? Vậy là giờ chưa có cây số 8 đúng không? Đúng rồi. Giờ mình ghi cây này là 8B. Cái này là 8B nhá. Rồi, cây này cây 8B chú nhiệt ban. Cây nãy cây 9B, cây này 8B. 8 ngang 73. Chiều cao 59. Rồi hoành luôn. Hình gốc là 15. Cây 8B này là cây Phú Tân nhá. Gốc to ra luôn. Cái này mình chưa vô dây nó bự. Đúng rồi. Vô cây dây. 8B này em giao lưu với cả nhà mình là 800 ngàn nhá. Rồi, một 800 con chó ngàn. Luôn. 8B. Rồi, cây số 7 đúng không? Ha. Số 10. Rồi bây giờ là cây số 7. Số 7. Hai số mình nhậu nhà mất hai số. Nhảy hai số ha. Cái này cây số 7B đúng không ba? Nhảy. Hình gốc 18. 8 ngang 75. Chiều cao là 69. Nộp vào là luôn ha. Cây 7B này, cây dảo Thủ Đức này em giao lưu với cả nhà mình là 700 ngàn nha. Nốt. Quá xa nốt luôn. Hộp không. Nhặt lên hộp 700 ngàn nha. Rồi 700 ngàn. Cây 10B. Ok, cây 10B thằng tròn do luôn của chú chị bạn ơi. Đây đẹp luôn. Rất là đẹp. Hình gốc là 16. Gốc thì bao la. 8 ngang 70. Quá xa nút. Chiều cao là 71. Không? Cái 10B này em giao du cả nhà mình là 900 ngàn nhé. Nụ bồ là cái gì? Một con chó đang nằm. Rồi xuống đi. Rồi phép đổi cây. Tiếp theo mã số 11B. 11B gốc rất lớn nha. Và rất một tục thẳng nhé. Để lực. Điều. Hình gốc 20. Gốc bầu là hoa xa lúc ha. Hoa xa hộp nha. Học lũ, xuyên xa học lũ. 8 ngang là 65.
Mai này mai kem hả? Chiều cao là 62. Có cái mai kem hả? Có mai kem á. Rồi mai kem hả? Ta mai này mai kem đâu mà kem. À, 11B này em vô luôn với cả nhà mình là 800 ngàn nhá. Thôi, 800 ngàn 1B. Nâng đi dàn kem. Để nó kem. Lên luôn đi. Cây này là cây 12. Ủa, mua một con chó luôn. 12B của chú chị các bạn, cây mã số ha. Hỏi có mua cây mai kem bán luôn nha. Cây đẹp luôn. Mua mai kem là bán luôn á. Hình gốc 20. Ủa, cái này đã quá nha. Cái này như nó có cái lưng ở đây. Ừ. Vút hoài cái máy do luôn á. Đó bán. Bán ngang là 84. Nút. Chiều cao là 69. Cái 12B này nguyên hình con chó luôn nhé, đằng trước nó có chân luôn nè. Em giao lưu với cả nhà mình là 900 ngàn nha. Đằng trước nó có cái chân luôn nữa nè. Đằng sau này nó láng o luôn, rất là đẹp nhé. Cái này nuôi càng ngày nó càng nè, láng o ngay đây. Rồi. Cái 12B giao lưu cả nhà 900 nha. Rồi, 900. Ngưng lên. Rồi. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là cây 11B là cây giảo Thủ Đức. Ba mùa nhé. Rồi 11B chú nhị bạn. 11B nhé. Dạ, hình nguyên một con thú đang nằm nhé, em soi lên nha. Đây một thân một cốt, một tiền thân liền cốt luôn rồi nhé. Đó nguyên một con thú này đang nằm luôn. Cái này về mình thay vô dĩa là bao đẹp luôn nhá. Cái này em chưa có vô dây nữa. Tàn kính luôn ha. Tàn kính luôn nè. Nó lên như nút này, nút nút xoay nút luôn nha. Nút nè. Đó rồi anh quay, anh quay xa ra cho nhìn cái tàn từ dưới lên luôn ha. Cái này mình quay kỹ kỹ tí. Rồi lên tinh ngọn luôn. Đây. Thông số luôn đi. Rồi em đếm ra thông số. Quả nút hay cái gì các bạn. Hình gốc là 23. Rồi hình gốc 23. Quả xanh nút luôn. Tán ngang là 88. Chiều cao là 98. Cái 11B này là em bán giá 4.500.000 nhé. Rồi 11B 4.500.000. Rồi đó kê. Lên ở ngoài. Ngoài đây nè. Tiếp theo 12B. Ngồi tàn bự tàn cao luôn hết đó các bạn. Sau này mình lên cây lớn. Nụ bạo lan nha. 1 không à. Bé nó nói bữa nay nhỏ nó ginh hết nổi rồi. À. Nó ginh. Hình sai quá. Hình gốc là 24. Rồi, quanh gốc 24. Nó đẹp ha, cái gì mà. Này là vàng, đây nè. Tán ngang là 98. Dịch nút của anh xem. Qua nút à. Chiều cao là 113. Đó à, xa luôn ha. Giờ tới đâu hộp tới đó luôn á. Tới trên luôn ha. Cây cái 12B này giao lưu với cả nhà mình là 5.500.000, em bao phí ship toàn quốc nha. Quay một vòng. Rất là đều nha. Rồi 5.500.000 ha. Nút thì quá ha. Trời luôn. Rồi cái này lấy đẹp luôn, tàn bự không anh chú gì các bạn. Bữa nay nó ra nó ăn thêm một đợt cơ nữa rồi nè, đây tới Tết là nó sẽ thêm một đợt cơ nữa. Rồi anh cho em coi bình đế luôn nha. Đây, một con thú đang nằm luôn nha. Hình gốc rất là đẹp. Cái này mình nuôi càng ngày nó càng nở càng to ra nữa nha. Cái này thân lên ghép nhưng mà nó liền cốt liền cành rồi. Nhìn nó giống như cái hàng in luôn vậy đó. Liền cốt liền cành hết. Cái này là 2, 4, 6, 8 mắt bo. Nó bao la luôn ha. Nhìn lên cái cành. Chỉ lên cái cành. Một con chó nó đang nằm. Cái gì mà giữ vậy đây. Bao nhiêu anh Linh? 26. Quạch 26. Hình gốc 26. Tán ngang là 105. Đó, sao nó không? Chiều cao là 108. Chỗ nào cũng có chứ, phải có điều mà. Này rất là tàn, rất là đều nha. Anh xích trên đây này đó, cành lên, tàn rất là đều. Cây này là cây 10. Mười mấy anh? 13B. 13B. Một con thú này em giao lưu với cả nhà mình là 6 triệu nha, em bao phí ship toàn quốc nha. Một rồi, con thú triệu. Này, hình như cái dàn này chỉ em cũng có một con thú này thôi nè. Lên.
Rồi tiếp theo. Khiêng đi cha. Hai người khiêng cho nhẹ. Cây 14B là cây dảo Phú Tân nhá. Cây tàn khá là to ha. 14B là dảo Phú Tân nhá. Kính tàn luôn ha. Ồ cái gốc của nó nè. Không những nó thì quá đẹp luôn cái gốc của nó. Chắc xù già đẹp hết đúng như bạn. Xù rồi, cái này gà xù rồi nha. Cô chú anh chị em mình, cái này là xù rồi nha. 23. Cái này là xù, nó có chân trước chân sau luôn ha. Tàn rất là đẹp Phú Tân. Lúc màu làm luôn. Bây giờ kiếm cây Phú Tân như vậy không khó lắm cô chú ơi. 106. Lúc. Sao lúc. Anh chỉ lên cành, cành cái ngón nó bằng ngón tay. 112 là chiều cao. 112 là chiều cao. Cây Phú Tân niệm giao lưu với cả nhà mình là 5 triệu nha. Cây 14B em giao lưu với cả nhà mình là 5 triệu. Rồi 5 triệu cây 14B xuống chiều ba. Phú Tân. Thành phẩm cho Tết, nút mà nụ bao la luôn ha. Cây 14. 15 tới 15B. Giờ 15. 15B là cây dảo Thủ Đức. Trời ơi. Cái này cao có đến gì mà. Cái này thì không giới tới rồi. Leo lên. Leo bằng gì? Múc rút dây mà leo bằng cái gì? Cái này khoảng 1m6. Trời, chiều cao 1m6 à. Rút dây múc rút dây rồi. Chưa hết rút dây nữa nè. Anh leo bằng cái gì? Rồi quay dọc luôn. Cái này là đế nơm nhé cả nhà mình. Tàn tròn do, tàn rắn thông ha. Đó. Đế nơm quái luôn nè. Một con thú mà nó còn nơm nơm lên nữa chứ. Rồi gai coi sao quay tàn. Tàn lên cho xe chi tay tàn. Kính tàn ha. Kính tàn hết trơn nè. Còn nút có thì thôi bao la nút luôn. Hộp không. Này, chỗ nào không có ha, dạch ra là có. Hoành cúc là 25. Quá xa luôn. Này, chỗ nào không có chứ ha. Mấy cái bự này. Nhiêu ạ? 109. Tán ngang 109, chiều cao thì phải 1m55 đến 1m6. Múc cái thước dây mà chưa hết. Cây này cây là 15 phải không? 15B. 15B này em giao lưu với cả nhà mình á là 6 triệu nhá. Rồi, giá 6 triệu hả cô anh chị? 15B. Đến giá 6 triệu của chú anh chị các bạn ơi. Rồi, đọc giao lưu lại số điện thoại luôn đi. Số điện thoại giao lưu của em là 0968282738. Giao lưu và Zalo cũng là này một em nói luôn á. Vì em xài có một số và một điện thoại duy nhất thôi. Cây 16 này là cây dảo Phú Tân nhé. Dảo Phú Tân. Cây 16B này. Ồ, tàn tròn do hay kính mít luôn ha. Cây này cũng khá là bự luôn. Người nhỏ nhỏ mà bữa nay chơi cái cây hết hồn. Đế đẹp luôn nè. Đế đẹp. Nè tàn lên. Tàn là kính là cái gốc tàn nè. Bằng cái rồi. Cây búp xó luôn nè. Nút thì bảo là để cho xíu coi nha. Chỉ vô đây luôn nè. Rồi. Nhiều. 21,5. Nút ha. Tán ngang là 102. Đó. Sát. Nhiều nút ha. À, giặt lên đây cho chú xem ha. Đó. 1-0. Nó lên là 132. Cái dảo Phú Tân này giao lưu với cả nhà mình là 5 triệu nha. Tặng kính tặng tròn do luôn ha. Rồi 5 triệu cây 16B. Cây cúc 36 luôn nha. Dảo Phú Tân ha. Cô chú anh chị thích cái nào liên hệ trực tiếp với Ngọc Điệp ha. Mình chọn giúp kênh xuống chị các bạn. Nhìn luôn hả? Rồi, rất đẹp luôn. Nó hộp nhóc ha. Nút không? Phú Tân. Phú Tân 10 à. 16 rồi. 17B này là Phú Tân nhé. Rồi cái 17B này cũng Phú Tân của anh chị các bạn ơi. Cô chú anh chị thích thì mua một cặp, một cây 16B với 17B. Nó rất là cân xứng nhau. Tại vì Phú Tân bây giờ nó ha. Phú Tân mà cỡ như vậy là cô chú anh chị em mình kiếm rất khó, thì nó tàn nó đều luôn nữa nè. Đến đâu quanh gấp. 22 ha. Rồi 22. Anh dính lại mấy nó chạy. Tại anh quay mà. Thằng chi 110. Anh hay quá.
Chỉ lên cái cành, chỉ lên cái cành. Đây đẹp, đây nở. Cành thành nhiều gió ha. Nâng em ra đó nè. Nâng, nâng, nâng nha. Chiều cao là 130. Cây Phú Tân này lưu với cả nhà mình là 5.500.000 nhé. Là cây 16 không? 17 không? 17 là 5.500.000 Phú Tân nhé. Nút bầu lan chú nhìn bạn. Rồi cho lên cây cúc 36 thôi nữa là được rồi. Cây 16, 17 là rất là đẹp luôn đó chú chị. Phú Tân bây giờ cái cỡ đó là kiếm không có một cặp luôn á. Hai cây là một cặp. Rất là đều ha, rất là đẹp ha. Cây 18. Rồi cây 18B của chú nhìn mà. Rồi, 18B là cái cây cúc 36 cánh nha. Cây cúc 36 cánh nha. Lúc đầu là ha. Hoành gốc là 22. Trời ơi, ghê nó đẹp. Đây quá đẹp luôn nở. Rất đẹp ha. Chiều cao là 92. Đây, nút nè. Tán ngang là 80. Cái cúc 36 này em giao lưu với cả nhà mình là 1.700.000 nhé. Rồi, 1.700.000. Cây 18B. 18B. Và cây này em cũng kết thúc cái clip hôm nay luôn. À, cuối clip em kính chúc cô chú anh chị em mình xem clip của em vui vẻ và ủng hộ em qua số điện thoại là 0968 282738. Hiện tại cái số này em cũng xài Zalo luôn. Chào cô chú anh chị em và xin hẹn cô chú anh chị em mình gặp lại cái clip lần sau của em. Rồi, xin chào Ngọc Điệp luôn. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị bỏ thời gian xem ha. Cô chú anh chị thích cái nào liên hệ trực tiếp với Ngọc Điệp ha. Mình thấy cái nào cũng thẩm chơi Tết, đậu bao la ha. Rồi, xin chào cô chú anh chị bạn ơi.